Hôm nay là mình sẽ nói sơ bộ về cái T-Way Bon Van. T-Way là mình đọc tên là mình biết nó có ba ngã là ba hướng rồi. Nhưng mà cái loại này là sẽ là inboard. Nó có ký hiệu chữ L đây. Đối với loại này thì một lúc nó chỉ mở được hai ngõ. Mở một ngõ vào, một ngõ ra. Chỉ có một ngõ vào, một ngõ ra thôi. Một ngõ vào, một ngõ ra thôi. Đây. Các bạn thấy không? Tay vào được nè. Thấy không tay không? Đó. Đó, thấy không tay không? Đi kéo bên này đi ra, bên này kéo lên trên ra. Thấy không tay rồi đó. Đây là loại L bọt. Và cái loại T bọt á thì nó sẽ khác biệt tí đỉnh. Anh Si. Cái loại ti bọt á là nó có sẽ có một vị trí mà nó mở được ba ngã. Tức là có vào ra hai thằng luôn. Ừ, đúng rồi. Còn có một vị trí là chỉ vào ra một thằng vào ra. Đúng không? Tức là ví dụ như nó kéo về bên đấy thì cho thằng kia. Ừ. Ra. Nè, còn đây là L bọt nè. Ba vào một ra. Đấy. Thằng này chỉ kéo về được một phía. Kéo đi rồi kéo về. Còn thằng kia kéo sang về thì đó, đó là sự khác biệt. Đó là bọn thi bọn.